Trời dạ, bữa nay mưa quá các bạn. Hôm qua thì mình đi chở gạch cho chủ nhà ở bên Bà Rịa đó rồi, nhưng mà mình lấy gạch từ bên quận 12 đó. Thì cái chuyến xe nó khá là xa các bạn, những cái nhà xe nhận mắc quá cho nên mình sẵn mình thuê luôn chiếc bán tải này để mình đi trải nghiệm xe mà mình vừa chở gạch luôn các bạn. Thì tiền thuê một ngày là 800 ngàn, mình thuê trên Mioto, và tiền đổ xăng là 500. Hồi trước giờ mình cũng chạy ra khá là nhiều dòng xe rồi, nhưng mà riêng dòng bán tải thì chưa chạy lần nào hết đó, cho nên sẵn mình thuê mình chạy luôn để coi nó làm sao, rồi làm một clip review chơi. Đây là đang là trong nội thất của chiếc Ford Ranger 2015 đó, thì các bạn nhìn sơ qua số sàn, hộc để đồ đó, cái cần số các bạn. Đây, cũng có hai cái hộc chứa ly, rồi cái gác tay, cái gác tay ở tuốt ngoài sau. Đây, cái hộc bên đó thì cũng như cái xe i10 của mình thôi. Nói chung cái nội thất thì nhìn cũng hầu hết là cơ các bạn. Bình thường xe đã chạy hơn 100.000 km, cũng khá là cũ rồi. Đây là cái ngoại thất của chiếc xe, xe màu xám. Thì mình thấy mấy chiếc màu trắng hoặc là mấy chiếc dán đề cam thì nó sẽ đẹp hơn. Đây, bên hông của nó các bạn đó, một dòng mà cho các bạn xem. Thì hôm qua mình đi đổi gạch đây, bữa nay là đó trả lại mấy cái gạch ở bên công trình về. Tháng này mình làm ở dưới Bà Rịa là cho nên đổi hơi xa. Rồi mình sẽ chạy thử một đoạn, vừa chạy vừa quay để các bạn xem. Nói chung máy dầu cho nên khá là ồn các bạn. Đấy, lên số 1 số 2 rất là ồn. Nội thất thì mình thấy nó cũng bình thường thôi, cũng không có gì mà đáng để nói. Được cái là xe gầm cao. Đây, cái view nhìn nó rất là cao. Thì lúc mà mình chạy xe này nhìn xuống mấy cái xe khác á, thì xe Honda hoặc là những cái chiếc xe 7 chỗ á, Fortuner đó, thấy cũng rất là nhỏ các bạn. Thì được có cái đó thôi, còn lại xe nó vẫn bồng bềnh và chạy cảm thấy không có an toàn lắm. Cái thứ nhất là chưa có do chưa có quen xe, cái thứ hai là cái xe to quá, lớn quá cho nên chạy cảm giác nó dễ bị va quẹt với lại những cái xe khác, chạy không có chắc tay các bạn. Thì nếu mà bạn nào mà dự định mua bán tải mà chạy trong thành phố thì mình nên cân nhắc. Thí dụ như mà cái công việc của mình nó phục vụ vận tải nhiều, vận chuyển nhiều những cái hàng hóa thì mình nên mua. Còn lại thì mình vẫn ưu tiên mua những cái chiếc mà 5 chỗ 7 chỗ SUV cũng được, nó hạn chế bán tải. Còn nếu mà mình tải thì mình mua những cái chiếc tải van nhỏ các bạn, chạy nó sẽ hợp lý hơn đó. Mình vừa mới qua những cái gờ nó vẫn khá là sóc. Rồi một chút review của mình về chiếc xe bán tải Ford Ranger nhà vua, nước vua ha các bạn. Rồi xin chào các bạn.